cả nhà. Bữa nay em đi xuống nhà ngoại chơi với cả nhà. Đi chơi không biết chút em có về em có bị mắc mưa không nữa. Đây, cả nhà thấy thèm không? Quá trời quá đất, coi bạn tôi chơi trác tôi ăn chay mà nướng thịt bò cỡ này nè. Cả nhà thấy sao? Ngon quá. Ăn chay kiểu này làm sao đây? Đó. Ăn chay mà nó đãi thịt bò, nó cho nhậu bia. Tôi thiếu tay luôn rồi. Nè, cả nhà thấy em ăn uống gì? Nè, cái này nè cả nhà. Cái này là trà đường, nó cho ăn vừa uống trà đường nữa, cả nhà thấy không? Tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn cả nhà. Thì mình cũng đã chơi lâu rồi cả nhà. Thì bây giờ mình chuẩn bị mình đi về. Cả nhà xem nè. Chạy tới cái kinh này có cái thác nước thiệt là đẹp. Nước chảy. Bây giờ cũng đã tối rồi cả nhà, thì bây giờ em xin phép cả nhà mình sẽ đi về nha. Cả nhà thương yêu em, cho em xin một like, một share, một đăng ký kênh nha cả nhà. Hẹn cả nhà vào clip sau. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha.